nè 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 nè. Ồ, đẹp quá ha. Dạ. Đỏ xanh vàng đó, mang về luôn đi. Này này, trái bình bát nha các nhà, bình bát dây á. Bình bát. Hello chào cả nhà. Hôm nay mình vô cái đám rừng này mình lặt rau về ăn nha các nhà. Tắm vô mới quay nha. À, mình đi lặt rau thấy ở đây rồi có mấy trái nhãn lồng nè các nhà. Nè. Mà không ăn được nha. Không thử rồi. Ừ. Đó. Ông Đức. Rồi xong luôn. Cho trái không? Bên trái nè. Chú chua còn ngọt không? Ừ. Chú chua còn ngọt. Ủa, cây mắc mèo không? Ừ, rồi xong luôn. Đồng quan cỏ trái đi thám hiểm trong đồng quan lặt rau. Lặt nhãn lồng mình giờ được nhiêu rồi nè, với lại rau chai, rau chai nó là một điều chắc được mình con thằng ăn quá. Đây trong này có nữa hả? Rồi. Mùa này mùa nắng mà nó không có được tốt lắm, nó hơi bị già. Nên đọt luôn. Kìa. Lá nó già nó vàng vàng, lá nó vàng vàng. Này, ở trong kia kìa. Trong kia nhiều á. Ủa trong kia nhóc luôn kìa. Cái này nó hơi không được tốt. Nhưng mà cũng còn lộng đỡ. Được. Trong kia nhóc luôn kìa. Vì mình thấy đen trái nữa nè cả nhà. Cái này ăn chưa được, cái này còn sống. Bạn vô, bạn vô. Ờ đi thôi, đi. Nó đi mà nó bỏ qua ăn đọt mà, là bá lửa luôn nè. Điểm có cái vàng nè. Đây nè. Tết nhất tới người ta ăn cháo, ăn cái gì, ăn thịt ăn cá. Khổ quá hầm. Còn nãy nổi điên lên á, lội vô lùm lặt rau ăn. Đâu. Không tốt đâu. Đâu. Không giòn đâu. Không giòn đâu. Sao lưng cái này? Dưới giò này hai đoạn nè. Nè. Nó béo luôn. Nè cái này. Nó quéo quéo quéo. Rồi bỏ. Lá tốt luôn. Mùa mưa mà nó mát mát xuống là nó tươi tốt cỡ gì. Vô đây mình bẻ thôi, đi đâu xa. À, trời. Tôi nói có mấy đợt. Nó bị bông không biết nó bị cái gì. Bị cháy lá, nắng quá nó cháy. Vậy cũng bộn quá chứ nãy giờ không được, đó không được mấy đợt nữa kìa mà không biết nó vô được không. Vô được hết ạ. Nhớ
nó mới thấy cái ổ kiến vàng ngay đây mà. Ủa, đó, mày bước ngay chân luôn. Trời ơi, nó bước ngay chân luôn. Wow. Quá. Sao? Ủa dữ à. Thôi đi, đi ra cho một kiến thôi. Cái này luôn. Cái này cái gì đây? Không biết. Cái này ấy nè, cái bình bát nữa nè. Ở đây đó. Chín vậy ăn được nè, chim ăn tiêu rồi. Chín rồi đỏ nè. Bình bát nè. Nè 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 nè. Ồ, đẹp quá ha. Đó. Đỏ xanh vàng nữa, mang về luôn đi. Này này, trái bình bát nha các nè, bình bát dây á. Bình bát dây bình thường là sống nó màu xanh. Chín cái thì nó màu đỏ. Mà cái này là nửa chín nửa sống. Nửa chín nửa sống là đít đỏ rồi ở giữa vàng ở trên xanh. Không, quá đẹp, quá tuyệt vời. Giống như trái cà ha. Ừ. Cái này mà có bồ đi tặng bồ là siêu lòng ngay. Được rồi. Lúc này nó còn mát. Bụng sống rồi. Mình nổ ra mình rửa cả nhà ơi. Nãy lựa ra mấy trái bình bát nè. Một chút nữa có luộc ăn thử ra sao nha. Không để nắp được cái trừ có hoài. Chị vô ăn đi. Dạ. Đừng đừng. Mình sẽ hốt ra để mình luộc cái này. Giờ nước sôi mình mở thêm cho chút cho ăn luôn cái nhà. Bây giờ ăn cho luộc rau cho nó bóng. Thêm chút muối. Lì xì cho bé nha. Không lì xì rồi à. Còn hai lì xì rồi nữa hả? Quá vậy? Cái bỏ ra luôn nè. Nhiều vậy chứ giờ bỏ vô nó xèo chứ rồi. Con về đây. Con về sao? Con về nha.
cái gì? Mày ăn sáu hết vậy trời. Ăn hết không? Hết không phải hết. Ngủ ngon lắm. Mình nước của đậu sẵn lòng á mình luộc hồi nãy á. Mẹ mình nêm lại ăn cơm. Mình cũng mời cả nhà ăn cơm với hai anh em mình nha cả nhà.
Mình cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi nhé.